đẹp mà không đẹp, anh chị nghe cô nói rồi đúng không? Thì hôm nay nè, em Cường sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị cái con máy Dell Precision này. Nó là dòng máy trạm của Dell. Con này thì nó được ra mắt vào năm 2017 ha, nhưng mà đắt là con này là 2018, em chết rồi. Nó chạy chip là Core i7 anh chị, i7 chip H ha. HQ khỏe nè, RAM 16GB, ổ cứng 1T. Cạc màn hình rời, nó có hai cạc luôn. Con này một cái nó chạy cạc on đó, và cạc rời là cái con M1200 4GB. Nó là một cái con máy 6 năm tuổi, nhưng mà cái ngoại hình nó còn như thế này thì theo anh chị đánh giá nó có đẹp không? Đây, nó bị trầy trầy mẹ mẹ chút xíu này theo năm tháng, nhưng mà những cái con máy tuổi đời cao mà ở cái ngoại hình này là em đánh giá rất đẹp rồi anh chị. Đây, mình xem nè ha, các góc cạnh nè. Đó. Em cũng đã mở ra comment cho anh chị luôn rồi đó, thấy không? Đó, em có gửi đây nè, anh chị xem ha. Len keng luôn, vệ sinh lại len keng luôn. Đó, không chưa qua sửa chữa do zin nguyên bản. 8 củ 9 thôi, anh chị đã có một chiếc workstation hiệu cao cấp của Dell ha. Màn hình là chống chói luôn, full HD anh chị, chống chói. Rồi là i7, nói chung cắt rời con này thì nó chuyên về edit video. Đó, anh chị nào edit video hoặc là làm đồ họa 3D nọ kia thì cái con này nó đáp ứng ok. Em sẽ bảo hành 3 tháng cho những cái con máy này, tại vì em thanh lý. Nói chung em cũng muốn bảo hành 6 tháng hoặc là 12 tháng cho anh chị lắm. Nhưng mà anh chị có chịu cộng thêm tiền bảo hành cho em Cường không? Nếu mà cộng là em bảo hành là không có gì hết, em không sợ. Nhưng mà tại vì mình bán là cái mức lợi nhuận mình vẫn không có ở những cái con máy này đó. Em nhập thanh lý lại cho khách thì em lời mỏng mỏng vậy đó, có một cái chi rẻ rẻ cho anh chị, cô chú anh chị xài.